Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ đang là 20 giờ, tức là 8 giờ tối của ngày 26 tháng 5 năm 2021. Chia sẻ với các bác đôi điều là kênh Hoàng Dôn Trang Trang TV này là chủ yếu là nói về những tình hình vĩ mô, kinh tế, xã hội, chính trị và đặc biệt là liên quan đến các vụ án lớn, những cái vụ án mà sai phạm lên tới hàng nghìn tỷ. Tôi có đầy đủ chứng cứ để đưa ra sự thật những cái việc đó. Những cái việc này thì mình không có nói chơi được. Và những sự việc này các lãnh đạo hay là mọi người cũng sẽ nhận được cái nó gọi rằng những thông tin trước khi tôi đưa. Mình cứ sòng phẳng như vậy để các bác có thể hiểu. Kênh của tôi thì ít nói về vấn đề xã hội, có đôi lúc có nói về thôi. Đó là cái vụ việc mà đầu tiên mà tôi nói, đó là vụ việc mà anh Duy Nguyễn Jimmer á, bị một loạt những người mà nhân danh nghệ sĩ, nhân danh công lý để đến làm phiền. Và vụ việc đấy tôi cảm thấy rất là bức xúc và có cần đôi điều chia sẻ với mọi người. Bởi vì fan cuồng hay là cái gì đó thái quá, nó sẽ làm hại chính những người nghệ sĩ. Và tự cho rằng, họ làm cho họ tự cho rằng họ có quyền lực đó. Và tôi muốn thay đổi cái điều đó. Bởi vì mỗi người sẽ làm tốt cái công việc của mình mà thôi. Ví như tôi thì có khả năng để tìm thông tin hay là truyền tải thông tin đến với mọi người. Chứ bảo ông Hoàng Dôn làm cái việc khác là ông Hoàng Dôn chắc gì đã làm được bằng người ta. Đó. Về việc mà anh Hoài Linh, anh Trấn Thành và ông Đoàn Ngọc Hải, tôi sẽ sắp chia sẻ tới đây cũng là như vậy. Nhưng các bác luôn nhớ rằng là tôi mong muốn là các bác luôn nhớ ba cái tôn chỉ của kênh. Đó là cái tôn chỉ thứ nhất là sự thật. Cái tôn chỉ mà thúc đẩy cho các bác có được cái niềm tin, và ba là lan tỏa được cái sự tử tế đối với cộng đồng và đối với xã hội. Và tôi mong muốn rằng các bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký, và ở dưới cái phần mô tả video thì tôi cũng chia sẻ một cái kênh phụ khác của tôi nữa, để mà lỡ có một kênh mất thì tôi vẫn còn có một cái kênh khác để mà chia sẻ với đồng bào mọi người. Trở lại cái câu chuyện về anh Hoài Linh, anh Trấn Thành và ông Đoàn Ngọc Hải trong cái vụ việc này, thì tôi muốn nhấn mạnh đôi điều thế này. Vụ ông Hoài Linh thì là rõ rồi, người ta hay gọi là anh Hoài Linh 14 hay là thế nào đó. Tôi nghĩ rằng là bây giờ anh ấy sẽ không ăn không ngon đâu, ngủ không yên đâu, và hàng ngày đọc comment, xem những cái bình luận, và cảm thấy rằng là tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ là nhân quả có thật. Nếu như anh không gieo cái nhân đó vào cái thời điểm đó thì bây giờ cái quả này của anh chắc chắn cũng sẽ không có. Nhưng bởi vì anh đã gieo rồi cho nên anh phải gặt đấy thôi. Mà đạo Phật, Phật giáo, các bác nào mà đã nghiên cứu gọi là sâu sâu một chút về nó ấy, thì sẽ thấy rằng là chúng ta không có cách nào khác ngoài phải nhận cái nghiệp báo của mình, cái quả của mình đã gieo. Nhận sớm lúc nào thì là tốt lúc đó. Chính vì thế tôi luôn khuyên rằng và mong muốn rằng anh Hoài Linh, kể cả có cái gì đó sai sót thì anh ấy đứng ra để thừa nhận với cộng đồng, minh bạch hóa kể cả những cái việc đó nó gây ảnh hưởng tới anh. Nhưng với sự thật thì phải là toàn bộ là sự thật, và phải chia sẻ với cộng đồng, chia sẻ với mọi người về cái vấn đề đó, và sẵn sàng nhận lại mọi cái phán xét của cộng đồng. Thì lúc này anh phải bỏ đi cái buông bỏ, nghĩa là bỏ đi á, nghĩa là buông bỏ được một cái nó gọi là tính tham về tiền, rồi là về danh cũng phải bỏ hết. Và sân si, nghĩa là so sánh mình với người khác hay nọ kia. Cái gì đến cuộc đời này, ở cuộc đời này thì nó cũng đều có cái lý do của nó cả. Đó. Trở lại về vấn đề anh Trấn Thành, tại sao lại có liên quan ở đây á? Thì vụ việc anh Trấn Thành, thực ra ở một số diễn đàn, những nhóm kín, người ta cũng đã nói dâm gian 2-3 ngày nay rồi, cùng thời điểm với anh Hoài Linh. Tuy nhiên rằng là tôi muốn đợi cái phản ứng chính thức của anh Trấn Thành thì ở đây chưa thấy có. Chính vì thế, chúng ta hãy lật ngược lại thông qua một cái bài viết của một phóng viên như thế này, để chúng ta có thể thấy rằng là đất nước của chúng ta, dân tộc của chúng ta, nhân dân của chúng ta rất cần một thứ nó gọi là cái sự minh bạch. Đó. Trên một tờ báo thì có nói rằng là cư dân mạng bàn tán xôn xao chuyện nghệ sĩ Trấn Thành cũng chưa chuyển tiền từ thiện như đã hứa.
Thế thì nguyên nhân cốt lõi tôi phải chọn cái bài này để mà chia sẻ với các bác, bởi vì nó đầy đủ thông tin. Đầy đủ thông tin như sau. Đó. Thứ nhất, nghệ sĩ Trấn Thành là người rất nhiệt tình trong việc kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung. Câu chuyện về từ thiện những ngày qua thì luôn luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn. Vẫn còn những ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc này dù người trong cuộc đã chia sẻ thông tin có liên quan. Một trong những thông tin gây chú ý là nghệ sĩ Hoài Linh chậm chuyển tiền quyên góp từ thiện cho người dân miền Trung mà Trấn Thành cũng bị gọi tên. Theo đó thì nhiều đồn đoán cho rằng Trấn Thành chưa chuyển hết số tiền quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung gặp bão lũ như anh đã chia sẻ. Các bác còn nhớ một cái câu chuyện của anh Trấn Thành cũng đã nói rằng là cái việc thiện từ thiện á, thì không phải là việc của nghệ sĩ. Và nghệ sĩ nếu mà làm gì thì cũng phải báo cáo. Thì nó sẽ rất là phức tạp. Và nếu phải như vậy thì anh không làm nữa. Thế nhưng rốt cuộc thì anh Trấn Thành vẫn làm. Đúng không ạ? Anh vẫn làm. Và tôi không biết rằng là nếu làm thì phải báo cáo, thì báo cáo như thế nào. Tôi thì cũng đồng ý với anh Trấn Thành cái khoản đó. Nếu như mình không đủ cái tâm huyết, mình không đủ cái trái tim nhân hậu, thì tốt nhất là mình không nên đứng ra để huy động. Bởi vì cộng đồng cần một cái sự minh bạch. Mà nếu anh nói rằng là không phải báo cáo, hoặc là báo cáo anh không làm nữa thì thôi, là không phải việc của nghệ sĩ, thì anh đừng có làm nữa. Quá đơn giản. Thế nhưng ấy, cái câu chuyện về anh Trấn Thành nó không dừng lại ở đó. Và tôi tiếp tục với các bác một cái thông tin như thế này. Câu chuyện bắt đầu từ khi nhiều người hâm mộ thấy phật lòng khi ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn rất nhiều người đã cùng cô quyên góp trong việc giúp đỡ người dân miền Trung, nhưng lại tuyệt đối không nhắc tới Trấn Thành. Đó. Nghĩa là Thủy Tiên đã quyên góp được khoảng 177 tỷ đồng. Nhưng trong lời cảm ơn của mình thì Thủy Tiên không nhắc tới Trấn Thành. Và lúc này, fan của Trấn Thành lúc đó rất bức xúc với Thủy Tiên. Nhưng kết cục lại thì Thủy Tiên vẫn cứ im lặng thôi. Và tại sao thì tôi sẽ chia sẻ phần sau. Bởi lẽ trong khoản tiền kêu gọi được ấy, là Trấn Thành lúc đó kêu gọi được 8,3 tỷ đồng trong 3 ngày sau khi đóng tài khoản. Thì Trấn Thành thay vì trực tiếp đi làm từ thiện thì đã gửi 3 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ bà con do MC Đại Nghĩa khởi xướng. 1 tỷ đồng cho Hồ Ngọc Hà. Số còn lại là 4,3 tỷ đồng thì anh gửi thẳng vào tài khoản kêu gọi hỗ trợ của Thủy Tiên. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng việc Thủy Tiên không nhắc đến và lên tiếng cảm ơn Trấn Thành là vì cô không nhận được cái số tiền là 4,3 tỷ đồng đó. Và đây đều là những cái phần có chứng cứ ở anh Trấn Thành cả. Đó. Và câu chuyện này tiếp diễn như sau thì xin mời các bác tiếp tục. Anh kêu gọi được 8,3 tỷ đồng sau 3 ngày và trả lời riêng cho báo Người Lao Động á, về vấn đề này, thì ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ như sau. Vì lưu lượng chuyển khoản vào tài khoản của Tiên quá nhiều, 180 tỷ đồng, cho nên Tiên không thể kiểm soát hết được mọi khoản tiền đã chuyển đến. Đó. Thủy Tiên cũng khẳng định sau khi nghe thông tin dâm gian trên mạng thì ekip của cô đã đối soát lại từ phía ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến nay thì cô vẫn chưa tìm thấy cái khoản tiền 4,3 tỷ đồng từ phía nghệ sĩ Trấn Thành vì lưu lượng chuyển tiền quá nhiều. Ngân hàng có nói để dễ kiểm tra nhất thì Tiên cần có ủy nhiệm chi đã chuyển tiền từ phía anh Thành. Nói thật, cũng khó đối soát vì khoản chi nhiều quá. Thủy Tiên đã chia sẻ như vậy. Và đó chính là cái vấn đề ở đây, cái vấn đề về minh bạch và công khai hóa thông tin. Thực tế thì tôi nghĩ rằng là Thủy Tiên rất là khéo. Rất là khéo vì là cũng không muốn dính vào cái vụ lùm xùm như thế này, hay là lợi dụng tên tuổi của Thủy Tiên để mà đánh bóng cái gì đấy. Thế nhưng mà cái việc này á, là không tìm thấy cái khoản 4,3 tỷ là có thật. Tôi nói thật với các bác nhé. Bây giờ mình cứ đứng ở góc độ con người đi. Các bác có thể là một ngày nhận đến khoảng tầm vài trăm cái khoản tiền, và nó đều có tin nhắn đến thông báo cho các bác cả. Nếu như khoản tiền 100-200 ngàn thì không để ý, nhưng khoản tiền lên tới 4,3 tỷ đồng thì các bác có để ý hay không? Và đặc biệt, Thủy Tiên cũng nhận được rất nhiều tiền khác của các mạnh thường quân, và số tiền đó không lớn bằng cái số tiền mà Trấn Thành đã gửi. Và rõ ràng
Ở đây chúng ta cũng phải đặt một cái câu hỏi rất lớn đối với anh Trấn Thành. Tôi cũng gọi rằng là chờ đợi anh Trấn Thành sẽ trả lời việc này như thế nào. Nhưng mà anh Trấn Thành cũng tuyệt đối im lặng cho đến cái vấn đề này. Cái ủy nhiệm chi chỉ cần đơn giản thôi, anh Trấn Thành mang cái chứng minh thư nhân dân của mình ra và hoàn toàn lấy lại được cái bản sao của cái ủy nhiệm chi cho cái khoản tiền đó. Không có gì khó khăn cả, chỉ mất vài chục phút đồng hồ ở bất kỳ một cái chi nhánh ngân hàng nào mà cái tài khoản của anh chuyển đi. Nôm na như vậy để các bác có thể cùng hiểu cái vấn đề minh bạch hóa thông tin rất cần thiết. Nói về vấn đề minh bạch hóa thông tin thì tôi mới chia sẻ tiếp theo về anh Đoàn Ngọc Hải. Anh Đoàn Ngọc Hải là cái người từ làm từ thiện cũng khá là lâu rồi và cũng nhận được cái sự giúp đỡ của rất nhiều những mạnh thường quân. Kể cả trong bão lũ, kể cả trong cái thời điểm dịch bệnh, anh ấy vẫn giữ được cái khoảng cách an toàn và anh vẫn đi mọi miền Tổ quốc để mà chia sẻ cái tấm lòng của nhiều mạnh thường quân thông qua anh Đoàn Ngọc Hải để đến với mọi người. Và chính vì thế, ngay từ đầu anh đã có một cách làm rất chuyên nghiệp, đó là lập riêng ra một cái tài khoản để mọi người chuyển vào. Và mới đây anh ấy khẳng định rằng thực ra nó cũng chỉ là một cái điều này thôi này. Uy tín thì nó không tự nhiên sinh ra, nó không tự nhiên mất đi, và nó thông qua cái hành động thì người ta sẽ có niềm tin. Thực chất không cần cái văn bản này của anh Đoàn Ngọc Hải thì mọi người cũng đã tin tưởng rồi, bởi vì anh Đoàn Ngọc Hải đã công khai và minh bạch toàn bộ cái số tiền đó, báo cáo cập nhật trên mạng xã hội tình hình thu chi là như thế nào. Cho nên cái văn bản này thì nó cũng chỉ là trong cái cơn bão cộng đồng mạng thì anh ấy chỉ đưa ra thôi. Nhưng mà cái uy tín của anh đó thì có từ trước đó rồi. Vậy thì văn bản đó là văn bản như thế nào? Thì đó là một cái bản cam kết của anh Đoàn Ngọc Hải có chữ ký đàng hoàng. Tôi xin phép đọc nguyên văn bản cam kết để các bác có thể hiểu thế này. Bản cam kết thực tế viết vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021, tức là rất lâu rồi trước khi cái sự việc nóng hổi này xảy ra. Đó. Từ tôi nhấn mạnh lại là từ ngày mùng 2 tháng 4. Nghĩa là cách đây rất lâu rồi, hơn một tháng rồi, trước khi cái sự việc mà Hoài Linh hay là Trấn Thành hay là mọi người được ra, thì các bác có thể hiểu. Bản cam kết viết như sau. Hôm nay, ngày 02 tháng 4 năm 2021, tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức, tức là Vietcombank Thủ Đức. Tên tôi Đoàn Ngọc Hải, chứng minh thư nhân dân, vân vân, là 023 không bao nhiêu đấy, ngày cấp 12/12 và nơi cấp là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ sở hữu số tài khoản là 66 chủ tài khoản là 68689 68689 mở tại Ngân hàng Ngoại thương, tức là Vietcombank chi nhánh Thủ Đức. Tôi xin cam kết các nội dung như sau. Thứ nhất, toàn bộ số tiền của tổ chức cá nhân ủng hộ cho quỹ vì đồng bào sẽ được dùng cho các hoạt động thiện nguyện như khuyến học, xây nhà tình thương, mổ tim nhân đạo cho các bé, mua sữa thịt cá cho đồng bào nghèo vay vốn để làm kinh tế thoát nghèo. Đấy là mục đích sử dụng. Hai, số tiền chi cho các hoạt động thiện nguyện nêu trên sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của cá nhân tổ chức thực hiện chương trình thiện nguyện đó. Đó, chứ không rút tiền mặt nhé. Chuyển trực tiếp vào đó. Thứ ba, tôi tuyệt đối không được tự ký rút bất kỳ một khoản tiền mặt nào từ tài khoản Đoàn Ngọc Hải. Không được rút tiền mặt các sổ tiết kiệm được mở từ tài khoản trên. Chỉ cho phép ký chuyển khoản các trường hợp khó khăn để thuận lợi cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chi tiền từ tài khoản Đoàn Ngọc Hải. Đó. Bởi vì anh Đào Hải rất hiểu rất rõ rằng là mọi cái khoản chi từ tài khoản ngân hàng thì nó đều để lại cái dấu vết hết. Thế cho nên á, là tuyệt đối không rút tiền mặt, không rút tiền không nọ kia ở đây. Rút tiền mặt ra thì ai biết ông chi cái gì, đúng không ạ? Rồi biên nhận biên những cái thứ thì cũng dở. Thế nhưng á, đấy là cách làm của Đào Hải. Còn nếu mà chi như là chị Thủy Tiên ấy, là rút tiền mặt ra và phát cho đồng bào, thì nó có một cái sự giám sát của đội ngũ rất hùng hậu. Thì lúc đó là mọi thứ cam kết rồi ký tá giấy tờ để mà bổ sung đối chiếu sau này ấy, thì chị Thủy Tiên đã phải làm cái điều đó. Tôi gọi là bạn Thủy Tiên thôi, nhưng mà thôi chị cũng được. Đó. Thì các bác có thể hiểu
hiểu cái điều đó nó khó như thế nào. Đấy. Cho mà anh Đoàn Ngọc Hải thì rõ ràng là một thân một mình đi làm. Cho nên anh ấy phải minh bạch hóa bằng cách rằng là không có rút tiền mặt trong việc này. Đó. Để chi lên. Và điều thứ tư, anh ấy nói rằng là nếu xảy ra trường hợp tôi vi phạm cam kết, Vietcombank chi nhánh Thủ Đức có quyền công bố tất cả các thông tin về tôi và tài khoản đến các phương tiện thông tin đại chúng. Đó. Anh ấy hoàn toàn sẽ chịu trách nhiệm với việc này và có quyền công bố tất cả những cái thông tin, bao gồm là sao kê, bao gồm là chi tiêu, bao gồm nọ kia. Và đó là cái lời cam kết của ông Đoàn Ngọc Hải và chữ ký của anh ở đây. Chắc tối quá màn hình các bác cả không nghe thấy, nhìn thấy nó sáng. Đó có thể thấy rằng là cái vấn đề minh bạch thực ra rất dễ làm. Và làm như thế nó mới thoải mái. Nếu mình có động cơ trong sáng thì báo cáo với các bác rằng là mình chẳng ngại ngần gì cái việc này cả. Tôi nghĩ thế. Thế cho nên ấy, là tôi vẫn đang chờ cái câu hỏi của các phóng viên và người dân và cộng đồng mạng là hỏi về anh Trấn Thành, anh Hoài Linh thì các anh sẽ trả lời như thế nào. Không khó để làm việc này. Và tôi nghĩ rằng anh Trấn Thành là một cái người mà phải nói rằng là trong việc từ thiện ấy, anh chỉ đứng ra làm đúng hai việc. Một là huy động được một số tiền rất lớn, rất cảm ơn anh. Và anh chuyển tiền cho các bậc mạnh thường quân. Thì cái việc tra cứu lại thì cũng không mất nhiều thời gian. Nó chiếm rất ít trong cái khoảng thời gian mà anh ấy làm. Thế cho nên là tôi mong muốn rằng là anh Trấn Thành hãy tự nguyện làm cái việc này. Và chúng ta sẽ chờ cái câu chuyện kết cục tiếp theo là như thế nào. Đôi điều chia sẻ với các bác như thế. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc bác buổi tối tốt lành. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta cần một cái sự minh bạch trong đời sống. Còn kênh của tôi chủ yếu làm về chính trị và làm về những cái vụ án lớn, đặc biệt là vụ án đường, cái vụ mà đường sắt số 3 á, đang đội vốn rất là kinh và bị phạt rất là nhiều. Thì tôi mong rằng là các bác sẽ lưu ý và quan tâm đến vấn đề đấy nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc bác một buổi tối tốt lành.